Thông Tâm. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đón chờ hình ảnh mới của chú Tâm. Ngày hôm nay chú đã được gắn răng tại nhà Thông Tâm rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu cùng với chú Tâm nha. Dạ, con chào chú. Dạ chú ơi, chú có thể chia sẻ ra cảm xúc của chú lúc này sau khi mà mình mới được gắn răng tại nhà Thông Tâm xong không ạ? Thì chú thấy là hồi lúc trước chú vô là bác sĩ nhân viên cũng có phục vụ cho chú, là chỉ dẫn cho chú là cái này cái kia, bớt tiền này tiền kia, nhưng mà bây giờ chú thấy rất là vừa ý, đẹp mà thấy nó trẻ hơn được chút xíu. À vậy chú Tâm ơi, bây giờ mình được gắn răng sứ rồi thì chú có thể so sánh cho con sự khác biệt giữa răng sứ kim loại trước đây chú mang và răng thành sứ bây giờ được không ạ? À bên đây thì có giới thiệu chú rồi, gắn răng toàn sứ. Chú thấy tốt hơn cái răng trước khi đó chú có bịch trước là nó có thâm nú đen, nhưng mà bây giờ thì chú thấy ở bên cái nha khoa này rất làm cho chú răng này rất là hợp, cái màu cũng hợp với cái tuổi chú, không phải là trắng như người ta nhưng mà theo cái lứa tuổi của chú là đúng, chú cái răng là chú thấy rất là đẹp. Mình đã được trải nghiệm cái chương trình của bên Vong rồi, với lại từ bữa đến giờ thì chú đã được làm việc với nha khoa Âm Tâm rồi, thì chú có thể cho các vị khách hàng biết là cái cảm nhận của chú như thế nào đối với bác sĩ của nha khoa Âm Tâm và các nhân viên ở đây không ạ? Trước khi chú đi thì bác sĩ có hẹn chú là thì bác sĩ đo ni cho chú, lấy ni cho chú đàng hoàng. Tới giờ xong bác sĩ kêu chú lên rồi gắn răng cho chú. Này nọ là nhân viên cũng phục vụ cho chú rất là tốt, nước no đồ rất là tốt, tiếp đãi rất là đúng bài bản á. Vậy thì người bác sĩ nói là đối với trường hợp mà răng tàn sứ của chú thì chế độ bảo hành như thế nào đúng không? À bác sĩ có báo với chú là răng chú bảo hành 10 năm, nếu nhúc nhất hay mẻ sức nên bác sĩ hoàn toàn làm răng mới cho chú. Nhưng mà trước mắt đây là chú thấy vừa ý rồi, cười vẫn đẹp, vẫn tươi. Ở đây thì chú có muốn nhắn gì với những khách hàng mà cũng đang gặp tình trạng mà mang răng sứ kim loại như chú không? Thì chú không có cái gì hơn, thì chú chỉ có phiên khách hàng nào tới xa gần gì thì sẽ tới nha khoa này rất là uy tín, rất là tốt đẹp làm, nhưng mà nhân viên và cả lao động bác sĩ rất là tốt, phục vụ mình tới nơi tới chốn. À thì cũng cảm ơn bác sĩ nha khoa và nhân viên ở đây, mấy đứa mấy cháu chắc phục vụ cho chú rất là tốt. Thôi thì thôi tới đây chú cảm ơn, nếu chú có khách hàng chú cũng giới thiệu tới cho tụi con làm. Chú là người thực tế đã trải nghiệm chương trình này rồi, thì chú chỉ phiên những ai làm răng sứ kim loại thì sẽ bỏ nó đi, tới đây làm toàn sứ. Tới nha khoa chú đang làm rất là uy tín, thì nhờ cũng cộng đồng nào đó cứ bắt chước theo chú làm đây uy tín, chú cười lên đẹp nè. Dạ vậy kính thưa quý khách hàng, vừa rồi chúng ta cũng vừa được nghe những lời tâm sự rất chi là thực tế của chú Tâm, và hy vọng rằng nhân viên Tâm sẽ được đón tiếp nhiều vị khách hàng hơn nữa cũng đang mang tình trạng là răng sứ kim loại, thì sẽ được thay đổi răng bằng sứ hoàn toàn miễn phí như chú Tâm nha. Và theo dõi kênh YouTube của Nha Khoa Âm Tâm trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.